Hello, xin chào quý vị và các bạn quay lại với kênh Văn Thành Nhà Mới. Hiện tại Thành đang ở trong khu vực trung tâm của phường An Lạc, quận Bình Tân và muốn mang đến cho mọi người một khu dân cư, với một cái phong cách và một cái vị trí nó rất là đắc địa cũng như phong cách thì rất là hiện đại. Một khu dân cư xây dựng những căn nhà cao tầng và vẫn đáp ứng đủ cho chúng ta từ nhu cầu không gian sống và cái vị trí. Thì không gian sống chúng ta là một cái không gian mặt tiền đường rất là thoáng, với mặt tiền đường lọt lòng là tới 8m, tính cả vỉa hè. Chúng ta có vỉa hè, có cây xanh và chúng ta có điện âm ở phía dưới. Đó, điện âm, nước máy và vỉa hè, cây xanh, có hệ thống cống thoát nước đầy đủ trong một cái khu nội bộ. Ngoài ra thì có đáp ứng cho chúng ta thêm một cái không gian sống thoáng đãng hơn. Thì ngoài việc là có những cái căn nhà cao tầng thì chúng ta còn có cả một cái vị trí là một cái công viên nhỏ để chúng ta có thể tập thể dục nè, hoặc là chúng ta có thể là dẫn con em ra chơi đùa ngoài này vào mỗi buổi chiều hoặc mỗi buổi sáng sớm. Đó, và đây là một căn nhà nằm trong một cái nội khu hiện đại với một cái kết cấu cơ bản tiêu chuẩn là một cái cấu một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng. Đó, tổng cộng chúng ta có tới 4,5 tấm mọi người. Đó, một căn nhà thiết kế hiện đại nằm ngay mặt tiền của một trục đường rất là lớn, ngay sát ngã tư giữa An Dương Vương và Võ Văn Kiệt. Đó, và vị trí căn nhà mình anh chị, chúng ta di chuyển qua các quận, ví dụ là quận 7, quận 8, ngay cả quận nhất cũng như là quận 5, quận 6, di chuyển rất là dễ, chỉ có là 5 đến 10 phút thôi, di chuyển cực kỳ là dễ luôn. Và hôm nay thì sẽ mang đến cho mọi người một căn nhà với diện tích là tiêu chuẩn trong nội khu này, đó là một diện tích là ngang 4,5m và dài 11m, xây dựng toàn bộ luôn với kết cấu là 4,5 tấm mọi người. Đó, thì hãy cùng Thành khám phá căn nhà này nha. Với bề ngang 4,5m và dài 11m thì anh chị có thể thấy là chúng ta có một khoảng không gian quá là tuyệt vời. Một bộ sofa rất là to ngay khoảng không gian phòng khách này. Và như Thành đã giới thiệu từ đầu video, căn nhà mình là có một cái thiết kế là một trệt, một lửng, hai lầu và sân thượng. Thì anh chị có thể thấy là khoảng không gian phòng khách chúng ta sẽ được nó thoáng hơn bình thường. Tại vì trần nhà rất là cao, tại vì có thêm một cái lửng nữa. Và trên trần nhà thì chúng ta có một cái đèn chùm. Đó, một cái đèn chùm hiện đại thiết kế theo phong cách của nước Pháp mọi người. Đó, và giá trị nó anh chị có biết không ạ? Tới 100 triệu đó mọi người. Đó, một cái đèn chùm rất là sang luôn. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy là một khoảng không gian phòng khách rộng rãi như thế này thì bên thiết kế bên Thành đã decor cho chúng ta đưa vào. Đây là một bộ sofa cao cấp, một bộ sofa da cao cấp và có cả một cái mặt bàn như thế này. Thì anh chị có thể thấy là cái tông màu này á, tông màu kem này nó phù hợp với tông màu cái mặt dựng cũng như cái mặt ốp, cũng như là một số tông màu mà đường chỉ ở phía ngoài của căn nhà của mình đó mọi người. Cho nên là chúng ta có thể thấy là nó hòa quyện vào với nhau làm cho cái không gian nhà mình nó sang trọng hơn. Và điều mà Thành thích nhất là ở cái căn nhà này mọi người, thì chúng ta có thể thấy á, ngoại trừ cái việc mà ở dưới gạch lót này là gạch bóng kính, gạch khổ là 60 1m2 rồi, thì ở trên này cũng vậy. Toàn bộ bên chủ đầu tư đã ốp cho mình là toàn bộ là gạch bóng kính luôn. Và ngoài ra sẽ có đưa một vài cái đường chỉ vàng ở đây, nó tạo thêm một ít điểm nhấn cho căn nhà của mình. Thì chúng ta có thể thấy là căn nhà mình trở nên nó sang trọng hơn mọi người. Đó,
Và chúng ta có thể thấy một cái phần ở phía ngoài đơn giản là căn nhà mình nó sẽ có một thiết kế là có hai lớp cửa cơ bản cho chúng ta, là một lớp cửa nhôm sinh pha và kính cường lực ngay đây, và ngoài ra thì sẽ có một lớp cửa sắt nữa. Thì đó là tùy theo cái nhu cầu chúng ta có thể là thay thế bằng một cái lớp cửa cuốn như cái nhà cô đối diện cô đã ở rồi. Cô thiết kế là cửa cuốn, chúng ta tháo cái lớp cửa sắt ở ngoài ra, đó là tùy nhu cầu của chúng ta. Nhưng hiện tại là bên chủ đầu tư đã thiết kế một cái gọi là thiết bị cơ bản cho chúng ta là gồm hai lớp cửa, là lớp cửa sắt, có những cái khoảng không gian, khoảng trống này. Thì khi chúng ta ở nhà, chúng ta có thể đóng cửa sắt và mở cái cửa nhôm sinh pha ra để lấy cái không khí thoáng vào. Thì tùy theo cái nhu cầu của mình mà chúng ta có thể là thay đổi. Tại vì khi mà chúng ta sở hữu một căn nhà thì thông thường là không bao giờ nó sẽ hoàn hảo trong mắt chúng ta cả, mà chúng ta phải làm lại theo một cái nhu cầu mà khi chúng ta đã suy nghĩ trước khi chúng ta mua nhà, chúng ta đã nghĩ là căn nhà mình sẽ như thế nào rồi, đúng không ạ? Đó, thì thầy xin nhắc lại là với diện tích ngang 4,5m và dài tới 11m thì chúng ta có một căn nhà nằm ngay mặt tiền đường An Dương Vương và ngay ngã tư giữa An Dương Vương và Võ Văn Kiệt, nằm thuộc phường An Lạc, quận Bình Tân. Đó, chúng ta di chuyển dễ dàng qua các trung tâm thành phố này, rồi các tỉnh ở ngoài cũng rất là dễ dàng, tại vì nó nằm ngay khúc ngay Võ Văn Kiệt luôn. Chúng ta di chuyển về miền Tây cũng được, mà di chuyển ra miền Trung, ra đó là đường gì ta, đường cao tốc, cao tốc Long Thành mọi người. Đó, chúng ta di chuyển rất là dễ dàng luôn ha. Rồi, tiếp tục tiến vào khúc không gian mà bậc để chúng ta đi lên, di chuyển lên không gian phòng bếp á, thì chúng ta sẽ có một cái phần tủ trưng bày ngay đây, gồm có những chai rượu vang này, rồi những cái món quà lưu niệm, cũng như là những cái bức tượng dễ thương ngay đây. Và chúng ta có thể bỏ thêm một những cây bonsai mini mà bỏ trong nhà mọi người. Đó, thì nó làm cho không gian nhà của chúng ta sang trọng hơn mọi người nhé. Đó, thì cái không gian phòng khách đó thì chúng ta sẽ có hai cái sự lựa chọn, đó là chúng ta có thể là làm gara ô tô và chúng ta làm phòng khách trên này. Thì tí nữa anh Thành sẽ đưa mọi người lên trên. Còn ở dưới này thì bên Thành đã thiết kế sẵn hai cái phòng khách cho chúng ta luôn, đó là tùy theo nhu cầu của chúng ta mọi người nhé. Rồi, đây là một cái không gian phòng bếp với diện tích cũng khá là thoáng. Đó, chúng ta có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ gõ đỏ mọi người. Đó, có bếp này thì đây là bàn thờ ông Táo mọi người nha. Mặt bếp là toàn bộ là đá hoa cương, mà dưới này cũng vậy. Đó, đây là gỗ khối, gỗ sang. Đó. Rồi, ngoài ra thì góc này chúng ta có một cái tủ lạnh, thì chúng ta có thể là sử dụng cái tủ bốn cánh mọi người. Tủ sang hơn, tủ lớn hơn cũng được, tại vì không gian này vẫn còn rất là thoáng. Đó, thì anh chị nào mà đã từng đi tìm nhà ở khu vực các quận trung tâm, ví dụ quận Bình Tân, quận 6, quận 5 á, anh chị có thể biết là một cái diện tích mà ngang 4m hoặc là 3m mấy thì rất là dễ dàng kiếm, nhưng mà với bề ngang mà 4,5m trở lên rất là khó. Thì đây là một trong những căn nhà trong một cái khu xây dựng đồng bộ và thiết kế hiện đại. Kèm theo đó là pháp lý căn nhà thì rõ ràng đã làm hoàn công trên từng căn. Và giá trị căn nhà thì cuối video Thành sẽ bật mí sau. Mà anh chị có tài chính tầm khoảng là 3 tỷ thôi anh chị có thể sở hữu được căn nhà này rồi, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay. Đó, rồi tiếp tục chúng ta sẽ khám phá không gian phía sau này. Thì chúng ta sẽ có một cái không gian đây để chúng ta rửa chén này, rửa bát, cũng như là rửa thực phẩm để chúng ta nấu ăn. Đó, và có thêm cái bồn rửa ngay đây nữa. Nước ở đây thì rất là mạnh mọi người, nước máy của nhà nước rồi. Và điện ở đây thì điện âm, và khoảng không gian mang lại cho chúng ta khi mà chúng ta ở trên các ban công của những căn nhà mọi người. Tức là khi mà chúng ta ở một cái khu mà dây điện chằng chịt, chúng ta đứng ban công thì thực sự nó rất là sợ, và nó cảm giác nó thô lắm mọi người. Thì đây ở khu này nó quy hoạch bài bản và có điện âm, nước máy rõ ràng cho chúng ta, điện âm ở dưới luôn. Nó không mất khoảng không gian ở trên, từ mặt đất đi lên là một khoảng không gian trống và thoáng cho chúng ta. Đó, thì ở đây là một cái toilet phụ cho chúng ta tiếp khách này, chúng ta sử dụng khi mà chúng ta ở dưới này. Đó, cũng đầy đủ công năng chúng ta sử dụng mọi người nha. Đó, và gạch ốp cao sạch sẽ. Rồi, chúng ta cùng di chuyển với Thành lên, di chuyển lên không gian lầu 1 nhé. À không, xin lỗi, chúng ta sẽ di chuyển lên không gian gác lửng. Quen miệng khi mà review những căn nhà ở khu vực ở dưới kia thì thông thường sẽ không có gác lửng mọi người. Ở đây thì một cái khu xây dựng có gác lửng rất là dễ thương. Rồi, chúng ta đang tiến tới không gian phòng khách chính mọi người. Đây là không gian phòng khách chính. Ở dưới là như Thành đã nói thì không gian đó thì có những cái khách hàng về đây rồi, thì người ta sử dụng đó là để làm gara ô tô. Đó, chúng ta có những cái con xe cưng chúng ta bỏ vào đó. Với bề dài nó lên đến là 6m thì chúng ta có thể là bỏ được một chiếc xe hơi bán tải, hoặc một chiếc 16 chỗ chúng ta vẫn bỏ vô được luôn mọi người. Đó. Rồi, thì đây là không gian
không gian phòng khách, tiếp khách. Hoặc là khi chúng ta không có xế mọi người, không có xe hơi, chúng ta ở dưới đó, ba mẹ tiếp khách dưới đó, con cái bạn bè lên đây có thể ngồi chơi trên này, thoải mái. Nó có một cái sự riêng tư giữa hai luồng khách khác nhau của một gia đình đó. Và cũng rất là nhiều không gian để chúng ta trưng bày, cũng như chúng ta show ra những cái gì đẹp nhất để cho khách đến nhà chúng ta. Đó là bộ mặt của gia đình mọi người. Có bộ tách chén rất là dễ thương ở đây ha. Và căn nhà mình sẽ có một cái giếng trời thông tầng tầng nhỏ ngay đây mọi người. Chúng ta nhìn lên sẽ thấy rất là rõ thông tầng từ dưới lên trên luôn, lên trên không gian sân thượng sau của căn nhà mọi người. Đó, nó thông tầng lên sau luôn mọi người nha. Đó. Rồi, với một cái khoảng không gian cầu thang mà nó ngăn lên phòng khách để cho nó khỏi mất cái sự gọi là thô đi, thì chúng ta lại có thêm một cái phần lam gỗ nhỏ ở đây. Trưng bày thêm giống như thầy đã nói này, những cây bonsai mini nhỏ nhỏ này rất là dễ thương, làm cho chúng ta thấy căn nhà mình nó sang hơn, và nó lại có một cái sự gì đó nó dễ thương mọi người. Chúng ta tiếp tục di chuyển lên không gian của lầu 1 mọi người nha. Bắt đầu chúng ta sẽ khám phá từng căn phòng ngủ ở trên này. Mỗi tầng chúng ta sẽ có hai căn phòng ngủ mọi người, và có toilet riêng biệt bên trong. Nó đảm bảo sự riêng tư, cũng như những gia đình nào có một gia đình lớn có nhiều gia đình nhỏ ở với nhau đó, thì chúng ta lại có sự riêng tư cho mỗi căn phòng đó. Thì đây là một căn phòng ngủ với diện tích rơi vào tầm đó, tầm khoảng là 20m2 đó, có đầy đủ hết mọi thứ cho mình, từ giường 1m8 2m, bàn trang điểm mọi người đó, rất là sang trọng nhé. Tủ tivi nằm đó, là chúng ta là phòng này gọi như là phòng master mọi người đó, nằm và hưởng thụ thôi. Ngoài ra thì trước sẽ có một cái ban công nữa, ban công cũng rất là rộng luôn mọi người, ban công ở đây cực kỳ rộng. Và cái nhà mình sẽ được bên đơn vị chủ đầu tư bảo hành lên đến là 24 tháng, tức là 2 năm, về cái kết cấu cũng như là những cái phần thiết bị cơ bản bên trong đó, không gian đường cũng như cái cây xanh ở hai bên nó rất là thoáng, xe hơi di chuyển dễ dàng mọi người nhé. Và như anh chị có thể thấy là đầu hướng chiếc xe hơi ra đó là đường An Dương Vương đó, chúng ta di chuyển rẽ phải thì chúng ta lên quận 6, lên quận 7, quận 8, lui lại thì chúng ta sẽ đi ra Bình Tân, đi quận 6, quận 5 đó, quận 10, quận nhất đó, di chuyển rất là dễ dàng đó. Rồi chúng ta sẽ khám phá không gian ở bên trong phòng vệ sinh mà sử dụng cho mỗi phòng ngủ. Thì nó có một cái điểm gọi là hiện đại ở đây, đó là nó ngăn cách giữa không gian ngăn khô cũng như ngăn ướt rõ ràng. Đây là thầy đang đứng ở trong không gian ngăn ướt mọi người. Kính cường lực lắp bít hết. Ngoài ra thì đã làm một cái bậc ngay đây, một cái ốp, một miếng gạch ngay đây nhỏ để chúng ta có thể là ngăn nước chảy vào nữa. Còn đây là chỗ bồn công đó. Ở đây cũng là có một bồn rửa ngay đây nữa, đến răng rửa mặt ngay đây ha. Đó, chúng ta di chuyển đến phòng ngủ phía sau đó. Căn phòng ngủ này cũng tương tự vậy mọi người, diện tích nó nhỏ hơn một tí đó, nhưng vẫn đầy đủ công năng và chúng ta sử dụng dễ dàng, rất là tuyệt vời mọi người. Một cái căn nhà sở hữu đầy đủ công năng cho một gia đình tầm khoảng 8 đến 10 người ở thoải mái. Toilet cũng như vậy mọi người, ngăn khô ngăn ướt rõ ràng, tách biệt hai bên. Rồi chúng ta tiếp tục di chuyển lên lầu 2, và lầu 2 thầy sẽ cho anh chị xem sơ thôi, tại vì thiết kế và khoảng không gian diện tích nó sẽ giống như với lầu 1 mọi người đó. Và để cho không có sự nhàm chán thì chúng ta di chuyển lên các không gian thì, và nó có tách biệt rõ ràng, thì những mảng tường sẽ có những cái bức tranh nó khác biệt một tí đó, nó cũng khá là chỉnh chu cho cái việc thiết kế cũng như là việc decor đưa những cái phần nội thất vào mọi người ha. Và cái gạch ở dưới này thành rất là thích cái mẫu gạch này mọi người. Gạch này là gạch giả gỗ đó, gạch giả gỗ nhưng nó lại nhám nhám rất là giống gỗ luôn mọi người đó. Thiết kế rất là hiện đại và những cái chất liệu cũng rất là hay ho. Có một số sự tinh tế nó đưa vào trong căn nhà này. Trước chúng ta còn có ban công và toilet riêng của căn phòng này. Cũng vậy thì ở sau này chúng ta cũng có một cái khoảng nhỏ, một cái căn phòng ngủ phía sau. Và như mới nãy thì Thành chưa nói cho anh chị thấy được cái vì sao căn phòng ngủ ở sau này
Hầu như những cái căn nhà mà trong những cái mặt tiền lớn đó mọi người, thiết kế nhất là mẫu mẫu cũ á, thì cái căn phòng sau rất là không muốn ở đâu mọi người, tại vì nó rất là bí. Thì đây là một cái thiết trời thông tầng nhỏ đã giải quyết được cái vấn đề đó, đưa lại cho chúng ta một khoảng không gian sống rất là thoáng ngay đây nữa, thấy không ạ? Đó, tất cả các phòng ngủ phía sau đều rất là thoáng. Đó, đó là một điểm cộng rất là nhiều, một điểm cộng rất là lớn cho cái căn nhà này mọi người. Rồi chúng ta tiếp tục sẽ di chuyển lên không gian lầu trên cùng, đó là lầu 3 hay còn gọi là sân thượng cũng như phòng thờ trên này. Đó, thì đây là không gian lầu 3. Đầu tiên thì thầy sẽ đưa mọi người đến cái vị trí này. Đó, đây là một cái vị trí để chúng ta bỏ máy giặt mọi người, bỏ máy giặt ngay đây. Giặt xong làm sân phơi phía sau. Đó, rất là tiện ngay đây mọi người ha. Có đầy đủ hết cấp thoát nước ngay đây rồi. Và sau này chúng ta sẽ có một cái không gian sân sau để làm sân phơi hoặc tùy thích theo ý của chúng ta. Và cái giếng trời mà như thầy nãy giờ thầy nói thì nó nằm ngay đây mọi người nhé. Giếng trời nó nằm ngay đây. Đó. Rồi, ngoài ra thì chúng ta còn có một cái giếng trời nhỏ ngay không gian cầu thang nữa, nó lấy khoảng không gian sáng cho cái phần cầu thang lúc chúng ta mà di chuyển mọi người. Đó. Thì quý vị nào mà thích một cái căn nhà nằm ở trên một mặt tiền đường lớn với diện tích bề ngang lên đến 4,5m và bề dài 11m thì liên hệ với Thành, Thành sẽ đưa mọi người đi tham khảo thử căn nhà này. Và tài chính có tầm 3 tỷ anh chị có thể sở hữu được căn nhà này rồi, còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay. Và vị trí Thành đang đứng đây, đây là không gian phòng thờ. Đó, thờ phượng ông bà tổ tiên cũng như tín ngưỡng tôn giáo của chúng ta. Có cửa sổ nó thoáng ra, khi chúng ta thắp hương chúng ta mở cửa sổ ra mọi người nhé. Rồi, cuối cùng thì đây là không gian sân thượng trước. Sân thượng trước đó cũng rất là rộng rãi và thoáng mọi người. Đó, và như cô như cái nhà đối diện á, đó cổ trồng rất là nhiều cây ở phía trước rất là dễ thương, và có nuôi thú cưng nữa, đó là nuôi những con chó. Mỗi khi lên đây thì nó sủa hơi nhiều mà. Vừa rồi thì Thành đã đưa mọi người vào khám phá một căn nhà nằm trong một cái khu dân cư hiện đại, một cái dãy nhà phố hiện đại, với diện tích tổng quan của từng căn đó là ngang 4,5m và dài 11m. Nằm ngay mặt tiền của đường An Dương Vương và cách khu Eon Bình Tân chỉ có là 5 phút di chuyển thôi. Đó, thì chúng ta làm việc và hoạt động trong khu nội khu của Sài Gòn thì chúng ta có thể, khi chúng ta đang tìm kiếm một căn nhà với diện tích bề ngang rộng trên 4m thì đây là một mẫu nhà để anh chị đáng để chúng ta có thể là quan tâm. Đó, thì anh chị nào mà thích căn nhà này cũng như là muốn tham khảo và xem vị trí cũng như là thiết kế bên trong một cách là chỉnh chu nhất, chúng ta muốn xem trực tiếp thì có thể liên hệ cho Thành qua số hotline 0703 462156 để Thành có thể tư vấn cũng như đưa mọi người đến xem thực tế căn nhà mẫu này nó như thế nào. Đó, và giá bán căn nhà này thì Thành xin phép bật mí luôn, đó là 7,9 tỷ, và anh chị nào có tài chính tầm khoảng 3 tỷ thì chúng ta có thể sở hữu được căn nhà này rồi. Đây là một căn nhà hiếm hoi trong một cái khu xây dựng đồng bộ và pháp lý rất là rõ ràng minh bạch, đầy đủ hết giấy tờ cho chúng ta và chúng ta có thể là kiểm tra trước khi chúng ta mua. Đó, anh chị nào mà quan tâm thì vui lòng liên hệ cho Thành nha, đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Thành. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại nha.